Bữa nay lên một cặp xe luôn nha anh em ơi. Con đầu tiên 70G về Thanh Miện Hải Dương nha. Chiếc đầu tiên trong ngày nè ha. Đó. Giờ tiến hành kèm nó lên xe nha. Bảo dưỡng toàn bộ. Con này 2018 hay gì á. À, giờ lên xe thôi. Chiếc đầu tiên nha anh em. Rồi vô xe ok luôn.